Hello, hello, xin chào các bạn. Những cuộn băng keo xin chào các bạn nha. Và các bạn biết đây là gì không? Những cuộn sticker thời trang. Đây là cuộn búp bê giấy, cuộn quần áo, rồi cuộn giày và những phụ kiện cột tóc siêu siêu dễ thương luôn. Đó, nào giờ các bạn đã từng chơi sticker thời trang băng keo cuộn như thế này chưa? Ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn chơi nha. Đầu tiên thì chị sẽ tháo thử. Trời ơi, mới tháo nó rách rồi. Để chị mở ra. Ok, do người ta dán chín quá cho nên nó bị rách một bạn búp bê giấy ở phía sau, nhưng mà không sao nha. Chúng ta sẽ cùng mở ra để xem thử coi. Wow, trời ơi, những con búp bê rất là đẹp đó. Tưởng đâu là ít nhưng càng kéo thì càng ra nhiều, rất là nhiều và rất là đẹp luôn nha. Đó, quá trời luôn. Trời ơi, siêu đỉnh luôn nha. Và khi không cần chơi nữa thì các bạn sẽ cuộn nó lại như thế này. Chị thấy nó cũng khá là gọn ha. Và bây giờ thì mình sẽ thử tháo cái cuộn quần áo ra xem coi là những trang phục này thì nó có đẹp hay không nha. Trời ơi, đúng là cứ mỗi lần mà người ta dán như vậy thì mình sẽ hư mất một cái bộ đồ ban đầu đó các bạn. Đây, một chiếc váy đã phải được tháo ra. Và khi kéo ra, trời ơi, không ngờ là nhiều đồ đẹp vậy luôn đó các bạn xem nè. Wow, hình như là mỗi bộ khác nhau luôn hay sao á. Quá xinh nha. Rồi, chịu không nổi nữa, gỡ luôn cái cuộn phụ kiện ra xem sao nào. Lại tiếp tục tháo mất một cái phụ kiện. Rồi, xem nè, nơ, giày, tay mèo, rồi tay thỏ. Wow, rất là nhiều đồ luôn, túi xách đồ nữa nè. Siêu đẹp nha, đủ màu hết luôn. Hay da, như vậy là trúng mánh rồi. Ngày hôm nay chúng ta có bộ đồ chơi siêu đỉnh luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi thiệt luôn này nha. Đây, đầu tiên các bạn sẽ tháo ra. Và điều đặc biệt của bộ sticker này. Đây, tăng 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 tăng. Thấy gì chưa? Ở phía dưới là lớp ni lông trong suốt. Ở phía trên sẽ là một lớp băng keo lụa. Rất là xịn sò luôn nha. In hình của những cái bạn sticker nè. Và nó rất là mềm, mỏng và bền màu nha. Dẻo dai cho nên chúng ta có thể dán lên tay, cử động đồ này nọ nó không bị rách luôn. Rồi đây là cô gái hồi nãy mà chị làm rách nè. Xin lỗi bạn nha. Bây giờ thì chị sẽ dán bạn luôn, chứ chị không bỏ bạn đâu. Nhìn bạn tội nghiệp lắm, không có bỏ bạn nha. Đó, và bạn cũng rất là đáng yêu với hai cái chùm tóc hai bên đúng không? Rồi, tiếp theo sẽ là một cô gái tóc xõa và cột một chùm củ tỏi ở bên hông. Cũng siêu dễ thương luôn, tóc màu nâu nè. Đó, khi mà cái tay chị bị chỗ nào mà nó mũi chích hay là bị cái gì đó xấu xấu, mình có thể lấy tích cơ này dán lên để che lại đó. Hay nha, đừng có che tay chị xấu nha. À, chị đang cố tình dán cái này lên để cho tay chị đẹp hơn đó. Và chị nghĩ rằng nếu như những cái đôi tay xinh xắn của các bạn á, đó mà được dán những cái sticker này lên thì nó lại còn đẹp nữa đúng không? Wow, và đây là bạn búp bê giấy thứ 6 với mái tóc dài như thế này. Ok, quá đẹp luôn nha. Tóc vàng, tóc xanh, tóc nâu, tóc đen. Và đây nè, nó còn là những cái hình nè. Chị thấy nó cũng dễ thương, chị sẽ cắt để giữ lại. Nhưng thật sự chị cũng không biết là để làm cái gì luôn. Nhưng mà cảm thấy rất là thích. Giống như là một cái cuốn phim chụp hình của các cái bạn này lại á. Rồi sau khi cắt cái đó bỏ thì các bạn nhớ dán lại để cho nó không có bung tùm lum tùm la ra nha. À, chỉ dán một khúc nhỏ vậy thôi, đừng có dán giống hồi nãy người ta dán thì sẽ hư cái bạn sticker ở phía sau. Đó. Rồi cái này thì các bạn nghĩ xem, góp ý phụ chị xem là chúng ta sẽ chơi như thế nào đây. Ok, giống như là ngày xưa là người ta chụp hình bằng phim á, thì chị thấy cái này giống như là cuộn phim vậy đó nha. Đó, và chị cắt nó ra như thế này, cũng không biết để làm cái gì nữa. Nhưng mà chị cảm thấy rất là vui và cảm thấy thích không nỡ bỏ đó các bạn. Rồi đây, các bạn sticker đã ở trên tay của chị rồi. Bây giờ cần phải mặc quần áo cho các bạn ấy, cho nên chị đã lấy quần áo ra nè. Ok, một bộ đồ với cầm một bé thỏ ở trên tay. Mặc cho ai đây? Ok, cô gái này nè, mặc bị rách tội nghiệp quá nên cho mặc đồ trước. Tiếp theo là một cái chiếc váy màu đỏ đỏ nè. Trời ơi, nó gỡ ra cũng dễ gỡ nha các bạn. Và nó rất là mềm, dẻo, siêu đã luôn. Siêu đã luôn, chị nói thiệt luôn. Rồi đây, dán vô. Ok, quá đẹp ha. Váy đỏ xanh rồi nữa. Tiếp theo là chiếc váy này. À, cũng rất là đẹp nha. Mình sẽ mặc cho ai đây? Cô này váy xanh, tóc xanh. Cô này tóc nâu. Thì váy xanh hợp không ta? Và chị quyết định là chị sẽ cho cô này mặc, để cho nó nổi bật lên, cho nó sáng sủa lên. Dễ thương ha. Rồi tiếp tục, còn nhiều lắm. Trời ơi, cái chiếc này hồi nãy nè bị dính á, chị tháo ra đó. Bây giờ chị sẽ lấy để mà dán lên cho cô áo xanh này luôn. Tại vì cô đeo nâu nâu tím á, thì mà cái váy tím chị nghĩ là nó cũng hơi bị hợp á nha. Rồi, cẩn thận nào, không thôi là lại bị rách. Wow, ok. Đây, mặc vô. Đó, cô này là tông sực tông nha. Tóc nâu thì mặc cái áo nó cũng nâu nâu xanh xanh nè. Đó, như vậy là chúng ta đã mặc đồ hết cho các cô rồi chưa? Còn nha, còn một cô
cô này với một chiếc kẹo bông gòn trên tay, thì sẽ cho cái cô tóc vàng nè, nó nhìn cái mặt rất là dễ thương. Trời ơi, được ăn kẹo nữa nha, được cầm cái kẹo nữa nha, sướng thiệt luôn. Và chị mới là người sướng nhất luôn, nhìn xem cảm thấy rất là thích luôn, dáng là tay rất đã. Hay, và cái này cũng cắt cất để dành luôn, không biết để dành để làm gì luôn các bạn, nhưng mà chị thích cất vậy đó, chừng nào không thích nữa thì đem bỏ. Rồi đây đó, mình cũng sẽ cắt ra để cho nó gọn gàng á, tại vì nó hơi dài quá. Ok, xong rồi. Đó, một bên là quần áo nè, rồi một bên là các bạn búp bê giấy đã được tháo ra, còn lại cái khung thôi, giống như cái cửa sổ vậy đó. À, cái này mà làm cửa sổ cho nhà của búp bê giấy thì chắc là siêu đỉnh đó ha. Hoặc là cái gương đó. Ờ ha. Được. Nha, mai mốt mình sẽ làm như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta tới cái cuộn phụ kiện nè. Đầu tiên sẽ là giày. Đó, từng chiếc một, nó rất nhỏ luôn nha các bạn. Mình phải cẩn thận nha, không thôi nó bị quéo lại là mình không mang được. Trời ơi, dán bị sai, dán lại. Đó, thấy vậy chứ cũng khó dán nha, mình phải cẩn thận nha các bạn. Đó, tháo ra, dán vô. Nhìn giống chị xăm mình ghê chứ. À, cái này mà dán lên hai cái má nó cũng siêu dễ thương, giống kiểu như TikTok đó các bạn. Giống kiểu như trên TikTok mà hả, mình dán hai cái kiểu như có mấy con thú ở trên mặt rồi đó. Thì bây giờ là cái TikTok sẽ có bạn búp bê ở trên má của mình mà mình dán cái này lên được luôn á nha. Đó, không biết là các bạn có chơi chưa. Còn nếu mà nếu có nó mua dán thử lên mặt soi gương chắc nhìn nó kiểu cute dễ thương lắm luôn á. Đây, những đôi giày nhỏ xinh nhưng mà rất là đẹp luôn. Trời ơi, đã. Wow, một chiếc nữa nè, chị đen với trắng nha. Siêu xinh. Rồi bây giờ bạn này thì chị sẽ cho đeo phụ kiện gì đây? Wow, một cái tay mèo méo méo nè. Ở phía dưới là cái nơ, ở trên là cái tay mèo mà hồi nãy chị nhìn chị không biết cái gì luôn á. Đó, thì ra là một bên tay bên trái nè, một bên tay bên phải nè. Nhìn đáng yêu ha. Tiếp theo thì là cái bạn này, chúng ta có cho thêm gì nữa không? Bạn này nữa. Như vậy là dễ thương rồi. Thôi bây giờ mình sẽ dán cho ba bạn bên đây đi, để ba bạn đó chưa có giày hết trơn à. Chị sẽ lấy một cái cài thỏ để dán cho bạn này. Ôi trời ơi. Và trời ơi, hơi khó nha. Các bạn biết sao không? Tay này là tay trái. Trời ơi. Trời ơi, chưa bao giờ chị làm việc với tay trái nhiều như vậy. Ôi, tự nhiên dán lên tay, cho nên là bây giờ mình phải dùng tay trái đó các bạn thấy không? Hơi khó một chút xíu, nhưng mà nhờ như vậy á, thì có khi tay trái của chúng ta nó sẽ giỏi hơn. Bây giờ mới thấy là nể mấy bạn mà thuận tay trái á. Mấy bạn có thể viết tay trái, vẽ bằng tay trái luôn. Và ở đây, các bạn hãy comment cho chị biết xem là các bạn thuận tay nào, thuận tay trái hay là thuận tay phải nha. Và nếu mà chơi dán thì trời, dán giống chị thì là tới hồi nhiều khi là không có dán được mấy cái cài tóc đồ lên á. Ý là nếu mình dán ngược tay á các bạn. Nhưng mà mình cứ thử thôi đúng không? Mình thử để mình tập cho cái tay trái của mình có khi thì nó lại giỏi lên. Như vậy là chúng ta có thể giỏi cả hai tay, sử dụng được cả hai tay. Đó, như hồi đầu là hơi khó, bây giờ chị đã dán nó dễ hơn rồi đó, thấy không? Đó, cái đầu tiên chị dán hơi nó khó. Nhưng bây giờ nè, đó, từ từ thì nó sẽ chuyên nghiệp lên thôi. Ok. Rồi, thêm một cái cài nữa nha. Đâu, đây, cài thỏ màu hồng. Dán lên cho bạn đó nữa. Như vậy là chúng ta đã trang trí, phối đồ nha, phối quần áo nè, giày dép nè, cài tóc cho các bạn, sticker lụa băng keo siêu dễ thương rồi đó. Ok, xong rồi nè, nhìn dễ thương không? Rất là dễ thương luôn. Đó, như thế này. Rồi, sau đó thì cũng sẽ cắt bỏ mấy cái này đi ha. Rồi mình sẽ cuộn lại cất nha các bạn, chứ đừng có vứt tùm lum tùm la, rồi nó sẽ hư hoặc nó sẽ tróc những cái sticker ra là mình không có chơi được nữa nha. Và đây, đó, chị đã xếp và gọn gàng với ba cuộn băng keo. Chúng ta sẽ tha hồ chơi nha. Lần sau nếu như có nữa thì sẽ chơi tiếp. Còn bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt.